Dạy bé học sinh vật biển. Hải cẩu. Hải cẩu. Đây là con hải cẩu. Thức ăn yêu thích của hải cẩu là cá. Hải cẩu sinh sống phần lớn ở Nam Cực và Bắc Cực. Cua. 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 Con cua đang bò. Con cua đang ăn. Rùa biển. Rùa biển. Rùa biển. Rùa biển đang bơi. Cá voi. Cá voi. Cá voi. Cá voi thường tung mình lên mặt nước để thở. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc là động vật không xương sống. Bạch tuộc có 8 chân dạng xúc tua. Nó có cả 3 trái tim. Bạch tuộc là động vật rất thông minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để là người đầu tiên xem được video mới nhất nhé.